Thân mình chào tất cả quý vị. Mấy hôm nay mình làm YouTube ấy, rồi cái mình lười nấu ăn á, và ông xã mình thấy vậy, ổng đi vô bếp ổng làm cho hai mẹ con ăn, và bây giờ mình sẽ khoe tất cả mọi người xem thử ổng làm món gì nha. Đây nè mọi người. Đó, ông làm sườn kho. Được con cái là nấu ăn rất là ngon nhưng mà cứ thích nhõng nhẽo với vợ, bắt vợ nấu không à. Đây. Và đây là nồi canh cải, ở dưới có thịt đó, có thịt bằm đó. À. Rồi, mọi người xem nè. Bữa cơm đơn giản hai vợ chồng em. Hi, xin chào cả nhà. Đây. Hôm nay chồng nó ra tay nó làm món anh đang làm món gì vậy? Ram. Thịt ram, thịt sườn ram. Ram mặn với canh. Ủa chưa bớt cơm nữa, để bớt cơm đúng rồi, nhậu mà nhậu hả? Rồi ok, bắt đầu mình nhập tiệc nha. Trời, ông trang trí nè, ghê chưa. Ớt ớt này không có cay the the à. Ừ, ý là để nhiều quá các bạn, để nhiều để cho anh ta biết mình ăn cay phải không. Ăn thử coi. Ngon lắm. Mềm. Nãy giờ anh kho lâu chưa? 20 phút các bạn. Mà thật sự ngon. Mà mọi người, cái ớt này ăn nó không có cay mà nó ngọt á. Không có cái gì ngọt ngọt. Ăn như thế này mới ngon. Thôi này, bỏ xuống. Cơm chưa? Chưa. Ăn cơm đi. Tối mà. Giờ sớm rồi. Cái bàn này, cái chỗ này nó có. Cảm ơn sẽ. Cái chỗ này nó có cái cục này. Ngồi thẳng nó dọn không được. Vậy mà chị Loan có khoái ngồi cái góc này hay thiệt. Anh lớn lên chấm gì vậy? Mắm. Chấm thịt gà hả? Gà cải. Còn đây là cánh gà. Cái này là không phải cái cánh gà mà nó nằm ngay chỗ cái que. Cái cánh là nằm ở phía trong này. Còn cái này cái que ngay chỗ phía ngoài này. Cụ lạnh của cánh. Cái cánh này nó không có cái chót đó các bạn. Ở đây mấy con gà này nó phân biệt không? Nó bán sao cái kiểu ví dụ như 1/4 con gà, hoặc là nửa con gà, hoặc là một con gà, hoặc là gà mà không có cánh, không có đầu, rồi bán gà theo kiểu có đầu có cánh luôn. Rồi đùi gà tỏi, đùi gà tỏi là cái phần mà có cái bắp thôi á, còn đùi gà 1/4 nữa, nó phân chia nhiều loại lắm. Rồi, hình như cổ gà nó có bán không anh? Có luôn hả? Ức. Nó bán cổ gà, ức gà, bán ức gà các bạn, ức gà phi lê á, hai bên nè. Da mềm. Nó chia thành từng bộ phận bán. Tìm. Ai ở bên đây họ thích ăn như vậy á, chứ không giống như ở bên Việt Nam mình thì khoái ăn nguyên một con, có đầu giò cánh cẳng. Còn người Mỹ bên đây họ thích ăn
Đầu là đầu không, đùi là đùi không nữa. Mà mình để ý mấy người Mỹ họ thích ăn thịt nhiều. Con gà là thích ăn cái đùi. Chứ không, không có thấy ăn xương. Không có thích gặm xương như của người Việt mình. Người Việt mình hả? Đem gà lên mà thịt không là thấy giận liền. Đầu vào cắn cẳng rồi mà mất tiêu là giận liền. Mấy hôm nay là mình ốm bớt rồi đó, nhưng mà nó vẫn còn còn hơi ú ú tròn tròn. Gắng tập thể dục thêm nữa cho nó săn chắc lại. Nói thường nên bữa anh mua không? Này của chị Long. Mà cũng không mình mua. Mà để lâu quá nó muốn. Mua nguyên bể. À mua nguyên cái sườn dài vậy hả? Này Việt Nam gọi là gì ta? Cốc lết hả? Không phải cốc lết. Nó này là cái gì bẻ sườn nữa. Nhưng mà ở bên Việt Nam họ không có bán kiểu này. Họ bán cái sườn này chung với cốc lết luôn. Là là ăn là chặt chung với cốc lết luôn. Rồi sườn cốc lết khác nữa. Riêng. Cái chặt riêng luôn. Mất rồi bữa em mất cái video mà anh làm bật bít tết lên đó. Làm như có anh chồng mà mày mới biết làm vậy. Khoe. Nói vậy các bạn. Ông xã mình làm cho mình ăn cái mình khoe lên. Cái nó nói em làm như là có mình chồng mình biết làm khoe. Chồng mình làm cho mình ăn mình khoe đó. Rồi bình thường có chuyện đâu trời. Đều cũng bị chửi đó à. Chồng nó không làm cho nó ăn đó. Nó mới nói. Ừ, anh chị. Ăn cái này cái bữa nhớ đi Costco á. Nó bán sườn thứ này nè. Thế bữa ông Dũng mua vậy á. Sườn trù, trù hay cù á. Trù. Con trù với con cù giống nhau không? Trù cù là một. Giống nhau không? Là khác. Hả? Con gì? Con dê là khác. Con trù với cù là giống nhau. Mà tại sao nó gọi là con trù bằng cù? Người kêu trù, người kêu kêu cù. Ừ. Giống như miền Nam với miền Bắc vậy đó. Ta nghĩ là chỉ có người Việt Nam mình mới cạp cái này hả anh hả? Ừ, Mỹ cũng cạp vậy. Sao em nghe nói Mỹ là nó cắn rồi phần này là nó bỏ. Tùy người hả? Mấy người lớn hết thôi, còn người lớn là những cạp như những ăn. Chứ bây giờ bữa nay em nghe ai nói ăn ăn là không có ăn gì đâu bỏ. Ăn giống như mình thôi. Mấy đứa nó ăn, em không còn thấy nó thịt, nó còn xương không? Nhất là mấy đứa mà dùng ở kêu là country farm á. Mấy nông thôn á. Farm ở nông thôn hả? Nó ăn mà nó không để rơi rớt mà. Nó ăn là chứ mất mà. Ăn cũng ngon. Còn găng là nhai luôn cái xương. Găng mà khỏe nhai luôn cái xương. Nút cái tỉ trong cái xương nha. Còn hai cục nè. Ăn đi. Ăn cục này, ăn cục kia đi. Ăn đi. Có chừa chị Long không? Chút chừa. Nước dĩa nhỏ chừa. Thế còn mà cái này nó ngon không? Ừ.
mình là mình tưởng cái ớt này xào ăn mọi người. Cái ăn em... cũng được mà xào không có ngon. Cái em ông xã mình nói ăn ăn sống ngon hơn. Đừng có xào nó ăn sống ngon hơn. Mà công nhận cái ớt này á, ở bên đây á nó không có hôi nỉ. Ở bên Việt Nam họ trồng sao á không biết, là chắc do đất, cái đất cát của mình nó làm sao cái nó làm cho cái trái ớt này nó hôi hôi nỉ. Mình có ăn một lần rồi mà không ăn được, khó chịu. Giống ớt vàng. Không, ớt xanh luôn, ớt xanh ăn cũng hôi nỉ luôn. Không, nó bên đây là giống ớt vàng, nó thơm, nó giống ớt đỏ với ớt xanh, bán ăn ớt xanh nó bán mất. Bữa anh thấy nó bán để 2 đồng, 2 đồng mấy, 2 đồng 9. Gà tính uống đồng hả? Ba đồng mấy. Vậy chắc là có thế luôn á. Đúng không? Chưa hết là 3 đồng 99. Sao có nhiều người nói là đồ ăn là không có đóng thế? Đồ ăn là đóng thế gì lắm á. Không đóng. Từ ba mà không đóng là ai nói là chị hết rồi. Ừ, chị kia chị nói. Chị sao nói là... không đóng á. Là... không có đóng nhiều hả? Chị nói là mua cái gì cũng đóng thế, chịu đồ ăn là không đóng thế rồi. Tại em thấy cái bill tính tiền của lúc nào mình đi chợ nó cũng có thế trong đó. Cái mà tính nặng nhất là thuốc, bia rượu thuốc lá. Sống à? Không có sống à? Sống nổi à? Mềm luôn, sống quá anh ngồi. Nhìn nó rõ không? Rõ đâu. Trước khi anh ra anh này là anh biết anh ăn xào bao lâu không nhỉ? Bỏ vô cái lò nướng sơ qua cá nữa anh mới ra anh làm một cái đâu có khơi khơi rồi. Rã đông á hả? Đâu có đâu, rã thì nó rã rồi, nhưng mà lúc mà anh tao nó xong là anh phải bỏ vô cái lò nữa để nướng nó lên cho nó có hơi nóng để mà nó hút tỏi hút đồ vô trong cái thịt cho nó thấm nó thơm hơn rồi mới ram ram lên. Nếu mà ăn trong thịt nó thơm hơn không, nó không phức trong thịt luôn. Rồi em không làm vậy thì nó chỉ cái vòng ngoài thôi, nó đâu có vô thấm vô bên trong. Còn em để thấm bên trong nó rụt luôn sao? Đùi gà lúc xương làm món gì? Đùi gà lúc xương, Ý là sao luộc, hầm, nấu, kho gì? Chiên. Chiên hả? Ừ. Chiên hay nướng hay là nướng? Nướng được á. Lò không có, không lò cái hơi. Chiên. Chiên xong bỏ vô lò nhỏ nướng sơ qua nhỏ dừa, canh dừa. Dừa mấy bữa rồi em không ăn cơm. Ừ, tốt, hèn cứ là thấy ốm tốt. 3-4 bữa rồi em không ăn cơm mọi người. Em không ăn đúng tháng anh mừng. Hôm qua em đem cái bánh bao ra, em ăn cái bánh bao rồi xong nghỉ không ăn cơm, bỏ cơm. Còn bữa hôm kia thì ăn có mì. Ăn mì cay mọi người. Em lấy mì cay em làm ăn. Cái cải này gọi là cải gì? Cải thề phải không? Cải này gọi là cải thề. Nó ngọt. Mà nấu chung với gà nữa nó ngọt. Ngành hàng thì sữa này thấy nó xé tùm lum hết. Có ông chú sữa lấy. Mình làm giả, mình xưa. À, ngon, cảm ơn chồng nhiều. Cảm ơn là mốt nấu nữa đó nha. Chứ đừng nói cảm ơn rồi không nấu nữa là không được ạ.
cứ ngày cho món. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Bye bye và hẹn gặp lại vào những video sau. Nhớ đừng quên đăng ký subscribe ở góc bên phải bên dưới nha. Và thả cho mình một like nếu các bạn thích cái video này. Tiện tay bấm luôn cái chuông để mỗi lần mình up video thì các bạn sẽ là người đầu tiên xem video của mình nha. Cảm ơn, bye bye và hẹn gặp lại.